Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Teen Titans Go Figure và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì hôm nọ mình đã có mua Starfire The Terrible rồi. Thì cái con này nó có giá là 850 đồng đây. Để mình xem có nhân vật nào mới không. Catwoman, Black Manta, DR Light, nhân vật cũ rồi. Mammoth này, Mammoth có vẻ ngon này. Giá là 580. Không có luck này nhưng mà có vẻ là đam các thứ có vẻ là hay. Hay mua con này ta. Con này nhìn trông cũng hay này. Killer Moss giá 670. Nó sẽ là 28 máu đấy. Để xem có nhân vật nào ngon hơn không nhá. Mammoth level 4 này. Chigon 25 máu. Chigon phiên bản khác này anh em. Xem bên này Terra 780, 30 máu. Wow, có vẻ khá ngon đúng không? Red X các thứ. Ở đây thì chúng ta có các cái chip này. Chip là chip tăng máu rồi. Tăng máu lên 5. Cái chip tăng máu. Cái này có vẻ khá là cần thiết cho một số con. Mình sẽ mua cái này đi. Cái Master Caster này, nó sẽ có những cái skill khác nhau tùy từng con một. Nói chung là như vậy. Chúng ta sẽ xem có smoke screen, nói chung là nhiều thứ lắm. Mình sẽ mua cái này trước đi ám. Và mình sẽ trang bị cho cái con, đó chính là Cyborg cần rất là nhiều máu để nó có thể ra chia skill được. Mình có một cái phiên bản Cyborg mới mà mình có thể test thử cho anh em xem luôn nha. Mình sẽ vào đây và mình sẽ vào trong cái My Collection và mình sẽ mua chip này. Đó. Mình sẽ mua cho ai đây? Tăng máu anh em ạ. Vấn đề là mình mua cho ai đây? Cho mình mua cho cái thằng này ạ. Mình có lấy được ra không ta? Không lấy được rồi. Thôi rồi. Tăng 5 máu. Có nghĩa là mình chọn nhân vật nào thì chúng ta sẽ mua chip vào đây được. Mình hơi nhầm một chút rồi. Thôi kệ rồi. Mình sẽ bỏ bớt nhân vật ra đi. Swamp Thing thì mình sẽ bỏ ra đi. Starfire, Raven, chắc mình sẽ bỏ này ra nốt này. Và mình sẽ lấy nhân vật khác vào ở đây. Chúng ta sẽ có rất nhiều nhân vật mới. Mình sẽ lấy New này. Level 6 á. Chia thằng này mà, đúng không? Chia thằng này luôn rồi. Mình sẽ lấy đây. Nhân vật này luôn này, cho vào đây luôn này. Thêm một nhân vật nữa nhỉ. Là Santa. Đấy, đủ bộ anh sinh hùng đấy. Bắt đầu là đi ra ngoài, bắt đầu là chiến đấu thêm thôi. Tiến lên nào, chúng ta sẽ đi xuống phía dưới. Chúng ta sẽ lấy thêm vàng ở đây này. Ở đây ta sẽ gặp ai đây? Mình sẽ đấu với nhau thằng này luôn đi. Thằng ngày hôm qua mình bẻ răng rồi đúng không? Bẻ răng rồi, mình nó không còn răng nữa. Nhiệm vụ bẻ răng thì như mình cũng xong rồi. Captain này, Captain Coons. Ái chà, một con Swamp Thing. Thì mình sẽ cho Santa Claus vào, nén thùng rác à. Và thêm con bóng tối nữa. Mình sẽ cho những con mới vào đi. Đấy. Mình sẽ cho con nào vào nữa đây. Level 7 Chigon này, siêu nhân này. Cho ấy đi. Nightwing đây. Một cái team thì trông khá là dị hợm ta. Không biết liệu có ăn nổi không đây. Chúng ta dùng Santa Claus trước đi. Dùng Santa đi. Từ. Santa Claus sẽ đánh được con Swamp Thing này. Mình sẽ có skill gì? Búp siêu và ném cái thùng rác. Được, mình sẽ ném thùng rác luôn. Nó lấy cái độc trên người nó ra. Độc theo thời gian đấy nhá. Ném thùng rác này. Ái chà, đánh lan ạ. Dạng đánh lan đấy. Búp siêu lên. Hô siêu lên. Đánh thoải mái đi. Đó, gần như mình sẽ không bị mất máu bởi cái lên nào, thùng rác. Thùng rác vàng, vấn đề là yếu máu quá. Mình chọn cái team này yếu máu quá anh em ơi. Không biết là liệu là mình có ăn nổi không. Cái gì đây? Đánh lan. Khá tốt à. Ông này khắc chế được cả hai cái con này luôn. Ném thùng rác này. Cố lên nào, chúng ta đánh thêm hai đòn nữa là ok. Mỗi con sẽ là 3 máu. Mỗi con là 3 máu, cộng thêm 1 máu nữa là 4. So cute. Mình đánh thêm được một đòn nữa chắc là như vậy. 2 máu à. Chúng ta có đánh dài. Hơi yếu ta. Nhưng mà nó cần lên level thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Santa.
tưởng ông già Noel, tưởng ông già Noel nhưng không phải. Ông ấy, ông là ăn mày. Đây ông là ăn mày nha. Nhớ thùng rác chứ. Ông già Noel thì phải có quà hoặc cái gì đấy chứ. 6 máu à? Thoải mái đi. Có khi giết được cả hai luôn, cân cả hai luôn. Ấy chà chà. Kiểu gì team mình cũng sẽ thắng thôi. Đơn giản. Ném phát nữa này. Ném phát nữa này. Chết. Đây mình chọn nhân vật mới chúng ta. Có 4 chiêu tất cả. 4 đam này. Chiêu này sẽ loại bỏ các effect, có nghĩa là effect có hại ấy. Loại bỏ những cái effect có hại lên team này. Và cái này là vẫn là gọi là disable, có nghĩa là sẽ ngăn chặn một cái trước của nó. Thế thôi. Rồi đánh nhau rồi. Đấm 2 máu. Không vấn đề gì. Mình đấm cái này 4 máu này. Một phát đấm này. Không thể nào khỏe bằng được nhân vật chính của chúng ta. Yếu quá. Mình cho thì test thử rồi xem như thế nào rồi. Lên. Ăn đấm này. Chết rồi đi này. Một con chết nhá. Chúng ta sẽ chuyển qua Nightwing. Để có thể phi tiêu đam cực thấm. À đây. Phải nạp anh em ạ. Vấn đề phải nạp nhưng mà đam rất là thấm. 11 đam. Nó chỉ cần hồi rất ít. Cả đi rất ít năng lượng rồi. Nightwing khá là khỏe. Nightwing sẽ được lên level 7. Chúng ta cộng thêm máu, cộng thêm công cho nó. Mấy con này chắc mình sẽ bỏ ra thôi. Level 5 này. Chúng ta có thể là cho cái chip vào trong người con này. Ông già. Ông già tăng cái gì đây? Cộng 12 heal. Cộng thêm 12 máu cho team. Ông già ăn mày. Và Nightwing sẽ được lên cấp. Mình sẽ tăng ra power. Luck hay là cái doctor đây. Mình sẽ tăng power đi. Chúng ta sẽ ưu tiên là máu và công trước. Còn những cái khác thì chúng ta sẽ nâng sau. Sau khi là nâng hết cả máu, nâng hết cả công rồi. Thằng này thì đơn giản. Mình xem có cái nhiệm vụ gì đang ở trong thành phố này không. Để mình sẽ mua luôn, chơi luôn nào. Đây, thành phố này nè. Get Jimmy. Ở đây này. Thành phố có cái ký hiệu người rơi đây. Chúng ta sẽ tới City Police. Rồi, cho đi xuống dưới này. Và chúng ta sẽ xuống cái sở cảnh sát của thành phố Gotham. Đây luôn. Đấy vàng ấy nha. À kia thùng rác có vàng kìa. Đó, Figure. Ôi, hay lắm. Một cái để tô màu. Đây chúng ta. Mình đi ở đâu đây? Sao nó bảo ở dưới nhỉ? Mà nó là cảnh sát ở bên này nhá. Phát sáng sao ta? Ok, mình sẽ xem cái mission của chúng ta là đến được cái chỗ này trước. Đó, dưới này này. Rồi, nó lưu cái địa điểm là được rồi. Đi xuống dưới thôi. Là nhiệm vụ chúng ta sẽ giúp ta thêm tiền. Thêm tiền để mua thêm những cái đồ chơi xịn hơn. Lục thùng rác ở đây xem có cái gì không. Không biết là chúng ta có thể là sang bên này được không. Được, được. Thật ra không sang được đâu. Mình sẽ đi đường nào đây. Ê, cái thùng rác ngay đây mà. À, thùng rác này mình đã đến rồi. Nên chúng ta có thể là thay đổi được vị trí luôn. Khá là nhanh. Rồi, đây sẽ là cái sở cảnh sát. Mình sẽ lên gặp cái ông ở trên đỉnh của tòa nhà này. Chắc ông này. Nói chuyện với ông này và nhận tiền thưởng thôi. Chat xem cái nào. Chuyên dùng để tạo ra cái hiệu ứng người rơi trên bầu trời của Gotham. Trả nhiệm vụ được không? Batman này. Chúng ta sẽ có thông tin về Batman rồi. Và xem được rằng Batman đang ở đâu. Nhiệm vụ được cập nhật. Nhìn chung là cái story quest. Đây này, phải tìm thêm một cái thằng Light Boots gì đó. Mình trước hết thì mình sẽ tìm làm nhiệm vụ này đi. Annie này, cái này ở chỗ khác cũng được. Chúng ta nâng cấp cái figure ở cái tower. Cái tòa tháp của chúng ta để tăng cái shiny rank. Đấy thì mình sẽ được là 300 tiền. Mình sẽ đến cái Gotham trước đi ạ. Nhiệm vụ Gotham ở phía trên này. Đi làm thôi. Rất nhiều nhiệm vụ hay ho. Rồi, chúng ta sẽ màn đêm buông xuống rồi nha. Ok, cho anh xuống dưới luôn. Bây giờ ta sẽ đi đâu đây? Rõ ràng là mình đã gọi là đây đây, nó ngay đây luôn này. Chiến luôn ngay trên này luôn. Đó, thằng này như mình đấu rồi đúng không? Jimmy đấy, đi tìm Jimmy bây giờ mà. Và mình đã đấu với thằng này thắng luôn rồi cơ. Tại sao cái nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành đạt đầy? Bây giờ mới hoàn thành này.
Hay, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở đây và mình sẽ nhận thưởng, dĩ nhiên rồi. Đó, chúng ta sẽ nhận thưởng ở đây. Lấy nào, 100 đồng vàng. Lão thêm nhiệm vụ mới, Return the Shipper. Superman vẫn sẽ được thêm, đó chính là phía trên này. Rất xa nha. Cho đi lên phía trên và khám phá xem trên này có gì luôn. Trước tiên sẽ đổi cái figure ra đã. Figure cái My Collection, ông ấy yếu quá. Thầy yếu quá, cho ra ngoài. Không dài như thế này. Đây cái bộ skill những người mạnh nhất của chúng ta. Có Vincent nhân 2 này, chắc có thể nâng cấp cái rank lên được gì đấy. Có Nightwing, có Red X, Trigon, Swamp Thing. Trong mình vẫn lấy nhân vật cũ thôi. Đây. Rồi, và thêm một con nữa trong này đi. Con nào bây giờ? Con mèo. Quá nhiều hệ này mà chưa có hệ của cái ông già. Ông già ăn mày này, ông già ăn mày. À, đây đây đây, có Clark Kent đấy. Clark Kent được mà. Clark Kent là mình nhặt được à? Đúng không? Cho nhặt được trên đường hay là ai cho ấy. Chúng ta sẽ vào đây và xem nó có bán cái gì không. Là mình có thể xúc được cái đồ chơi gì mới không. Không có gì mới. Cyborg Hurst là cái đầu của Cyborg Mammoth này. Còn này có vẻ Red Arrow. Ở bên này sẽ có gì không? Không có luôn. Artemis, Artemis là giá 1000. Có nên mua Artemis không ta? 30 cây ấy, 30 máu đấy. Cấp mấy? Cấp 4 à? Luyện tập lên chắc nó khỏe hơn thôi. Rồi sẽ xuống dưới này, lên trên để trả cái nhiệm vụ cái. Bên này có vàng, lấy vàng luôn. Rồi bây giờ sẽ lên kia trả nhiệm vụ nào. Lên phía trên này luôn. Đâu nhỉ? À đây, mình có nhận nhiệm vụ từ cái thằng xác sống này. Rất là giống kiểu xác sống ma quỷ gì đấy. Nhận nhiệm vụ, giờ sẽ có thêm nhiệm vụ mới 200 đồng. Silence giật cái, làm im lặng cái đồng hồ, cái tòa tháp đồng hồ. Chỗ này sẽ cho mình thêm tiền. Rồi mình sẽ sang là nhiệm vụ ấy đã, tính sau. Nhiệm vụ nào nhỉ? Nó đang bắt mình là nhiệm vụ nào ta? Mission vào đâu nhỉ? Return này. Đấy đấy, phải về chỗ này cơ. Rồi, chúng ta đã xác định cái vị trí phương hướng rồi. Đi thôi. Đơn giản. Lên trên này luôn. Đây 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 đây. Vào đây à? Không vào luôn. Mình chỉ trả nhiệm vụ cho cái ông này thôi. Chat thôi nè. Trao đổi nè. Đó, vào trong nhiệm vụ này. Sẽ thưởng thêm 100 đồng vàng nữa. Mình sẽ ra ngoài. Ông già sẽ đánh nhau không? Mission sẽ được collect thêm 100 đồng nữa. Đây không nhiều lắm. Mình làm bình thường mình cũng được khoảng 10 Black Lightning Photo. Ở đây không phải cái nhiệm vụ của mình. Finn the Wonder Twin ở thành phố Metropolis rồi. Đây là Gotham rồi. Còn Jump City đúng không? Chắc mình sẽ quay lại Jump City. Còn nhiều nhiệm vụ Jump City chưa làm lắm. Chúng ta đấu với ông này luôn đi. VS nào, tấn công. Mình sẽ chọn Nightwing, sẽ chọn những con mạnh nhất của chúng ta level 7 này. Chọn con Blackfire, gọi là ác nhân này. Và chúng ta sẽ chọn thêm cả Trigon nữa. Đó, biệt đội ác nhân sẽ cộng lên là mỗi người một công. Nó là ổn. 3, 2. Ôi, mình còn quên không xem là team nó là con gì. Team nó sẽ có Darkseid. 1 chiêu này anh em. Được. Và chúng ta sẽ có cái 3 speed sẽ tăng lên rất là nhanh. 11 máu kìa. Cái chiêu đầu tiên của nó à? Châu bò thế. Cũng bắn tia mắt luôn. Ok, tăng tốc độ di chuyển rất nhanh luôn. Tốt. Cái gì đây? Tiếp tục là sẽ là zigzag, có mặt zigzag. Thì anh sau chiêu này là mình sẽ đổi sang cái Robin. Robin, Nightwing luôn. Mình sẽ ném cái khói vào hay hơn không? Nào, tụ hơi lâu ra. Nó mà đánh mình trong lúc mình tụ là mình sẽ bị mất, biết ngay mà. Chiêu này cũng khá khó trúng đấy, chẳng hề dễ đâu. Mình sẽ quăng bom khói độc nha. Darkseid.
Mình có chữ Z đây, có thể khiến cho nó ngủ được. Thôi mình sẽ dùng cái cây gậy 11 đam đi thì nó sẽ không bị mất cái gì cả. Vẫn dùng cứ tự bắn đấy, nhưng vấn đề là mình không quan tâm luôn. Một chiêu bổ gậy vào đâu, chết như này. Đắc sai à, cho nó thêm một ít tiền và lên level. Nhưng mà tôi sẽ luyện cho Nightwing, luyện cho cái con mới kia. 125 tiền chúng ta, 1907. Con này sẽ lên cấp này, level 6 rồi, tăng thêm hưu đi. Đó, Starfire, người xấu rồi, Nightwing, nhân vật là đẹp chưa, tăng máu, ưu tiên là tăng máu để nó phải trụ được trong trận chiến. Chigon, Chigon sẽ tăng cái quái đây, cũng ưu tiên tăng máu đi. Chigon mình còn chẳng dùng đi lần nào cơ. Oh, Clarken level 4 luôn, ngon. Clarken cũng lên level 4 rồi. Đây là không phải Superman nhá, đây Clarken thôi. Trạng thái bình thường, trạng thái nó trạng thái người thường của nó. Thật ra khi mà nó biến thành Superman nó vẫn thế, nó chỉ là mặc áo choàng mà thôi mà. Thế mà nhiều người không nhận ra, thế bó tay, thế mới là phim. Rồi mình sẽ vào trong công viên. À, cái ông lão ăn mày kìa, mình cứ tưởng là ông Santa Claus nhưng không phải. Chúng ta nhận nhiệm vụ ở trong cái bảng này. Cái bảng này sẽ là một cái daily mission. À, chúng ta đánh bại hai hero ở trong battle 10 tiếng để kết thúc, và sẽ thưởng thêm là 300 tiền. Chúng ta sẽ còn đi tìm những hero nhé. Ở đây mình sẽ mở cái cống này ra để chúng ta lưu lại. Đó, ở đây sẽ có một cái nhiệm vụ này, cái này không phải hero. Nhiệm vụ đến từ cảnh sát, tìm cái gì vậy? Chúng ta nhận nhiệm vụ chưa nhỉ? Hình như nhận rồi. Để ngân hàng à? Chúng ta sẽ đi sang bên tay phải đi và xem phía này có cái gì không nhá. Vẫn tiếp tục luyện cho Starfire bóng tối. Starfire bóng tối, lên trên nào. Đây là cao tốc à? Xa vậy? Ừ, biết đi đâu đây. Ở trên này sẽ có vàng và một cái căn nhà nữa kìa, hay chưa? Qua bờ sông nhé. Vàng 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 và vàng thôi. Có chữ W mới được vào. Chúng ta đã xong cái này rồi này, mình bắt đầu mở cái này ra này. Cái này nó sẽ giúp chúng ta có thể di chuyển được đến những cái chỗ kia. Cái này nó không mở cửa thì mình cũng không vào được. Nó không hề mở cửa. Chắc ta phải đợi thôi. Rồi mình muốn đi đâu thì đi thôi. Đây, chỗ phát sáng này có thể là đi được này. Đó, có một chỗ VS. À, VS này thì đấu rồi à. Phía dưới có giường ngủ đây, nhà ngủ của nó nhá. Chúng ta đang cố gắng tìm thêm giữa đây. Ban ngày rồi, ban ngày chắc là sẽ có nhiều người chơi hơn. Kia có một thằng kìa, ra đấu nó luôn đi. Mình sẽ đi đường này trên nhá, và chúng ta sẽ ra đấu với nó luôn. Charge VS, cho VS đi thì đúng hơn. Chat nó không có gì cả vì nó không có nhiệm vụ hay cái gì để có thể trao cho mình được. Chevo ấy, chà, siêu nhân này, Nightwing này chắc chắn rồi. Độc à, độc thì phải là con kia. Siêu nhân cũng là độc à, bóng tối à, đang bóng tối. Và mình sẽ chọn thêm một con nữa như thế này, chiến đi. Starfire sẽ đi đầu với ai đây? 3, 2, 1. Starfire đẹp trai phết, đẹp phết này. Mình sẽ dùng cái này tụ năng lượng, sợ đấm mình phát đấy. Không đấm luôn và cũng không có hệ luôn. Cái chiêu cuối cùng mới là 10 đam. Nó gồng cái gì đây? Gồng giáp à? Có thể ra gồng giáp rồi đấy. Lên nào, tốc độ nhanh, tức là lắc rồi. Nó cho mình cái hòm cầm đá ném ạ, khổng lồ luôn, đánh lan. Chúng ta sẽ sử dụng cái này luôn. Rồi mình đang bị choáng à.
Nó chỉ còn 10 máu, 11 máu à? Phải 2 đòn. Phải 2 đòn, không được. Chú đã đổi sang Raven đi. Ăn phát đấm rồi, không được. Tất cả con này đều như thế nhau cả, không khác gì luôn. Mình cần phải tụ thì mới có thể là đánh được. Sợ đấm mình phát này. Không không. Nightwish, tốt. Thế nào sau con này. Còn tiếp theo là gì đây? Tất cả hiệu ứng không có ảnh hưởng nha. Ném bom này. Ném bom nó sẽ mất máu trong thời gian. Cũng tốt. Để lưỡi để tăng cái power mà. Chúng ta sẽ dùng cái chiêu này luôn. Trừ 2 power. Tiếp tục là quang bom. 2 bom khói độc nha. Được hết rồi. Đánh thôi. 3 speed gì gì đấy mình không quan tâm lắm. Mình đủ chiêu đánh rồi. Nightwings 12. Mình chết. Nó sẽ chết vì một phát độc nữa là xong. Đè lưỡi em. Trừ 2 power. Chúng ta sẽ chúng ta đủ đấy. Đánh thôi. Một chiêu cuối cùng. 14 máu ấy, đánh càng mạnh, đánh càng lâu càng mạnh à. Đối với có 12 máu nhỉ. Đến lần thứ 2 lên 24 máu. Và chúng ta sẽ là chiến thắng thôi, đơn giản. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó chính là Teen Titans Go Figure. Bye bye.